hôn clip cho mọi người đây, à, mọi người nhìn nó út nè, à, da nhiều ha mọi người ha, đó, mình cứ thật ra thì cắt da đâu có khó mọi người, cắt da chỉ khó khi mà mọi người không có, các anh chị em chưa có nắm vững được cái kỹ thuật, chưa có biết nhìn cái, cái 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 lượng da đó, thì cái phần mà nó trắng cái da chỗ nào nó trắng là một nè nó nó vàng vàng nó hơi ngã ngã ngà ngà mà nó trong 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 là mình lấy lên được với mình sờ á mình sờ mình thấy nó cứng là mình cứ từ từ mình lấy lên cho cho khách thôi cái 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 ngon út này à, cái em học viên đó, lo coi lo xem không cái nó bị chợt màn hình mà cũng quên nhắc luôn đấy là nó hơi khuất á, mọi người đó, mọi người <laughs> hoan hãy giúp mary nha đó thì mình cứ nó có bao nhiêu đó kỹ thuật thôi à, nhiều, nhiều bạn á, nói chứ đợi cách gì dễ à, có gì đâu khó thì đúng rồi mary đâu nói này là khó đâu mình học là mình sẽ làm được và mình làm nhiều là mình sẽ làm được thôi chứ đâu có cái gì mà cao siêu đâu lúc nào mary cũng nói mình là mary mình ở đây để mình chia sẻ những kỹ thuật đơn giản dễ hiểu cho mọi người mà cho nên là mình không có gì khó đâu mọi người mình cứ làm từ từ là mình cũng sẽ làm được thôi rồi khách đến á mình không cần mình cắt cao siêu cỡ nào và mình làm dở cỡ nào cũng có khách không cần biết nhưng mà chỉ cần mà khách cảm thấy khách thoải mái á là 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 được và khách cứ trở lại với mình á là mình ok thôi là 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 mình ok rồi có điều là mình sẽ à, không có phải mà cứ dậy hoài ví dụ như ngày 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 hôm nay tôi sẽ cắt, à, có kinh nghiệm hơn ngày hôm qua tôi sẽ giỏi tôi của ngày hôm nay sẽ giỏi hơn ngày hôm qua nghe là được đó thì nhiều khi khách đến á, mình chiều khách rồi mình xem khách muốn cái gì đó khách nam thì hầu như là người ta không có nhu cầu nhiều chỉ cần cắt êm lấy được cái khóe móng ra hoặc là lấy được uh, giống như là khóe dao khóe móng gì đó tùy theo tùy theo bàn chân thôi thì khách nam nó hầu như không có không có nhu cầu nhiều đâu thì mình chỉ cần mình cắt êm cho người ta là được mình đừng hạn chế đổ siro xịt ra là người ta uh, ủng hộ mình hoài à mà chính là làm khách nam cũng 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 ok mọi người Còn nhưng mà người ta chỉ cắt da thôi, người ta đấu sơn được đâu, cho nên là mình phải tìm cái cách nào đó để mình mình uh, uh, giữ chân người ta, à, mình già gót chân nè, nhiều lắm, có nhiều người đến á mới đầu người ta không có, mới đầu người ta chỉ có nhu cầu là cắt da thôi, mà người ta thấy làm em quá là người ta muốn làm thêm dịch vụ khác và người ta mà làm thêm dịch vụ khác là mình lại lại có có sen rồi đó cho nên là mình cứ làm giỏi ha còn khách nữ thì hơi khó chiều một xíu nhưng mà cũng có những chị là ok lắm dễ thương lắm thì thường khách nữ là làm nhiều dịch vụ đó thì mình cứ ráng đi cách nào mình cũng ở chân á mình mình nó đi không tin là mình mình bo khách mình o khách mình chiều khách mà khách không có ủng hộ mình đâu khách ta dễ thương lắm nhiều khi nhiều người ta tình cảm lắm mọi người ơi trời ơi ta quý mình á là sau này mình làm mình 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 giống như mình tư vấn gì á là người ta cảm thấy hợp lý á là người ta sẽ làm thôi à, các anh chị em nào mà có khóe là muốn cắt da muốn làm đẹp thì đến ủng hộ giúp mary nha tiệm mary là ở tân phú mary chào mọi người